Xin chào thầy, anh chị trợ giảng cùng tất cả các bạn. Em tên là Trần Hoàng Kiệt, mã số sinh viên là 17141195 và học lớp vi xử lý chiều thứ tư. Thì hôm nay em xin nộp bài tập đầu tiên, xin trả lời các câu hỏi. Thì câu đầu tiên chính là trình bày vi xử lý là gì? Vi xử lý là một vi mạch tích hợp được thiết kế từ nhiều transistor ghép lại, là đơn vị xử lý trung tâm CPU, giống như là CPU của máy tính vậy, và đóng vai trò như một bộ não chịu trách nhiệm thực thi các phép tính và thực hiện các lệnh. Và thường thường thì vi xử lý là đóng vai trò một bộ não trung tâm, nên để hoạt động tốt thì nó cần phải kết hợp vào với các bộ nhớ RAM, ROM, cổng IO, ngoại vi, ví dụ như là timer vân vân, để có thể hoạt động được. Và khi mà kết hợp với các ngoại vi như vậy thì vi xử lý trở thành một hệ thống nó khá phức tạp và cồng kềnh và khó có thể ứng dụng ở ngoài thực tế. Vì thế nên đã ra đời vi điều khiển. Vi điều khiển thì thêm một lý do để ra đời vi điều khiển, đó chính là vi xử lý thì sử dụng dữ liệu theo byte và word, còn các đối tượng trong điều khiển công nghiệp thì thường là điều khiển theo bit. Vì thế nên người ta đã tích hợp các hệ thống mà em nói nãy giờ, là bao gồm vi xử lý, bộ nhớ và một số thiết bị ngoại vi ở trong một con IC rất là nhỏ, và để có thể mà ứng dụng ngoài thực tế có hiệu suất đủ dùng và giá thành thấp. Khi mà nhắc tới vi xử lý thì người ta sẽ nghĩ tới phần mềm, đó là những kỹ thuật vi xử lý. Còn khi nhắc tới vi điều khiển thì chúng ta thường nhắc tới phần cứng, đó là những con IC. Em xin sang câu hỏi tiếp theo, đó là các loại kiến trúc tập lệnh của vi xử lý. Thì bao gồm hai loại kiến trúc tập lệnh, đó là OISC và CISC. OISC thì là một kiến trúc tập lệnh đơn giản, trong khi CISC là một loại kiến trúc tập lệnh phức tạp. Ta có thể thấy ở bảng so sánh, khi là OISC nhấn mạnh về phần mềm, CISC về phần cứng, chế độ địa chỉ được sử dụng thì OISC chỉ giới hạn từ 3 tới 5, trong khi CISC là từ 12 tới 24. Thì mỗi cái đều có ưu điểm và nhược điểm riêng, thì em đã liệt kê ở một bảng so sánh. Các anh chị và các bạn có thể thấy ở trên màn hình. Em xin sang câu hỏi tiếp theo, đó chính là các loại kiến trúc bộ nhớ của vi xử lý. Thì có hai loại kiến trúc, đó chính là Von Neumann và Harvard. Ở phía tay trái là Von Neumann. Ở Von Neumann thì ta có thể thấy là bình thường mã chu trình thì được lưu vào trong ROM và dữ liệu thì được lưu vào RAM. Nhưng ở Von Neumann ta có thể thấy mã chu trình có thể được lưu vào RAM và dữ liệu có thể được lưu vào ROM hoàn toàn. Có thể nhờ vậy thì đó là một cái ưu điểm, cũng có thể là một yếu điểm của Von Neumann. Khi như vậy thì khiến tốc độ xử lý của nó sẽ chậm hơn Harvard. Khi ở Harvard thì ta được phân chia rõ ràng, mã chương trình thì ta sẽ lưu vào ROM và dữ liệu thì ta có thể lưu vào RAM. Em đã đúc kết ra một cái bảng so sánh ở dưới đây. Em xin sang câu hỏi tiếp theo, đó chính là ứng dụng của vi xử lý. Vi xử lý ngày nay thì được ứng dụng rất là nhiều, bởi vì nó là một bộ xử lý trung tâm hoàn toàn cho những cái thiết bị điện tử hàng ngày trong gia đình chúng ta, thậm chí trên cả xe ô tô nữa. Hàng ngày thì ta có thể thấy là vi xử lý tồn tại khắp nơi, trong những cái hệ thống nhúng của máy giặt này, của máy điều hòa này, của quạt này, cả máy tính laptop chúng ta đang xài nữa. Còn ở trong xe ô tô thì rất nhiều hệ thống, ví dụ như là hệ thống túi khí khi gặp phải trường hợp bất chắc, hệ thống mở cửa tự động, hệ thống rất nhiều hệ thống ở trong xe ô tô. Và ở trong tương lai thì những cái smart house ra đời thì đó là ứng dụng rất nhiều của vi xử lý.
Tiếp theo thì em xin phép sang câu hỏi tiếp theo là ngôn ngữ assembly là gì? Ngôn ngữ assembly là một dạng ngôn ngữ lập trình bậc cao. Assembly thì sử dụng các từ gợi nhớ để viết các chỉ thị instruction lập trình cho máy tính thay vì những dãy 0 và 1. Nhưng cấu trúc dữ liệu và giải thuật của nó cũng vẫn là 0 và 1. Và ngôn ngữ assembly thì được sử dụng để lập trình phần cứng, mạch điện tử và các chip vi xử lý. Em sang câu hỏi tiếp theo, đó là vì sao dùng ngôn ngữ C cho vi điều khiển? C có 3 lý do. Thì C là một ngôn ngữ mẹ, một ngôn ngữ cơ bản để ứng dụng các ngôn ngữ ngày nay. Thì nó cung cấp các khối khái niệm cốt lõi như là mảng chức năng xử lý tập tin, được sử dụng nhiều trong các ngôn ngữ hiện nay như là C++, Java, Python, C#, v.v. Thứ hai là ngôn ngữ C là một ngôn ngữ lập trình hệ, vì nó có thể được sử dụng để lập trình ở mức thấp, ví dụ như là Fiverr và Kernel. Và lý do cuối cùng là C là một ngôn ngữ bậc trung, vì nó hỗ trợ tính năng của cả ngôn ngữ bậc thấp và bậc cao. Thì chương trình ngôn ngữ C thì được chuyển đổi thành assembly, hỗ trợ số học con trỏ là cấp thấp, nhưng nó là máy tính độc lập, và đó là tính năng cao cấp. Và câu hỏi tiếp theo là giải thích chức năng hoạt động của các thanh ghi PC Tag Status, còn gọi là thanh ghi trạng thái. Thanh ghi PC được dịch ra là Program Counter, hay còn gọi là Instruction Pointer, là một thanh ghi trong bộ xử lý máy tính. Nó chứa cái địa chỉ, vị trí của lệnh đang được thực thi tại thời điểm hiện tại của máy tính. Còn thanh ghi stack là một thanh ghi ở trên bộ CPU, chứa địa chỉ hiện tại của phần riêng biệt trên cùng của vùng bộ nhớ máy tính, được gọi là stack. Còn thanh ghi status register, còn gọi là flag register hoặc là condition code register CCR, và tập hợp thông tin về trạng thái của bộ xử lý. Thì thanh ghi trạng thái này thì cho phép một lệnh thực hiện hành động tùy thuộc vào kết quả của một lệnh trước đó. Và đó là những gì mà phần trả lời của em. Xin cảm ơn anh chị, thầy cô, các bạn, anh chị trợ giảng đã lắng nghe. Và em xin kết thúc phần trình bày của mình tại đây.